Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày mùng 5 tháng 6 năm 2021 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 25 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Giáp Thân, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Dậu từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Câu Trận. Vậy ngũ hành niên mệnh, tuyền trung thủy, ngày Giáp Thân, tức chi khắc can, nghĩa là kim khắc với mộc, và ngày hôm nay là ngày hung. Vậy nạp âm, tuyền trung thủy, kỵ tuổi, mậu dần, bính dần, ngày thuộc hành thủy, khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi, mậu tí, bính thân, mậu ngọ, thuộc hành hỏa, không sợ thủy. Ngày thân, lục hợp với tỵ, tam hợp với tí và thìn, thành thủy cục, xung với dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi mậu dần, bính dần, canh ngọ, canh tí, tuổi xung trong tháng, tuổi đinh hợi, ất hợi, đinh mão. Vài các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt không, tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường, sao ngũ phú, tốt mọi việc, sao tục thế, tốt mọi việc, nhất là về cưới hỏi, sao lục hợp, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có, sao tiểu hao, xấu về giao dịch, mua bán, cầu tài lộc, sao hoang vu, xấu mọi việc, sao họa tai, xấu với, đối với xây dựng nhà cửa, độ mái, sửa sang nhà cửa, sao hà khôi, xấu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sao lôi công, xấu đối với xây dựng nhà cửa, sao nguyệt hình, xấu mọi việc, sao ngũ hư, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sao cậu giảo, xấu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng đông nam. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày mùng 5 tháng 6 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày mùng 5 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân Tý Thìn phù trợ. Cái điều này mang đến cho bạn tuổi Tý đang có được tin vui về tài chính bất ngờ. Một cơ hội làm ăn hoặc ký kết hợp đồng mới có thể sẽ xuất hiện trước mắt của bạn trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi Tý, đừng có bỏ lỡ, kẻo bạn sẽ phải hối hận về sau này. Trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Đây là lý do mà bản mệnh cần phải đề phòng với những kẻ tiểu nhân xung quanh mình. Cũng bởi đố kỵ với những thành công mà bạn đã có được, cho nên họ mới liên tục bày ra những mưu xấu để cản bước đường của bạn. Giờ thì bạn đã biết tại sao mình lọt vào top những người dễ bị ganh ghét và quá ưu tú nữa rồi. Và với bạn tuổi Tý trong ngày này cũng đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tý đang có được một ngày bình yên bên những người thân yêu của mình. Còn đối với những bạn đang còn độc thân,
Trong ngày này, có được cơ hội gặp gỡ những mối nhân duyên mới, có thể một trong số họ sẽ là một nửa của bạn mà bạn đang tìm kiếm bấy lâu nay. Vài tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, đối với những bạn đang còn độc thân, sớm tìm được nhân duyên của định mệnh. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, gia đình hòa thuận, im ấm. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, nghỉ ngơi và quan tâm tới sức khỏe nhiều hơn. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, nhận được tin vui về tài chính bất ngờ. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, đề phòng kẻ tiểu nhân, bảy mưu cản bức tiến tới của bạn. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 18, số 29, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ bảy ngày mùng 5 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Sửu, bạn là người chăm chỉ, sẽ nhận được những lời khen ngợi của cấp trên và đồng nghiệp trong ngày hôm nay khi bạn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Và ngày này với bạn tuổi Sửu, bạn không ngần ngại tiếp nhận công việc mới hay là đứng ra xử lý những vấn đề phát sinh một cách nhanh chóng và hiệu quả. Năng lực của bạn được khẳng định một cách chắc chắn, chẳng ai có thể chối cãi được điều này. Và với bạn tuổi Sửu, hãy cứ tự tin tiến tới cái đích, thành công sẽ chờ bạn ở phía trước. Ngày này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn đang rất tốt đẹp. Bạn và người ấy đang xích lại gần nhau, cả hai dành nhiều thời gian cho nhau để cùng chia sẻ, tâm sự, lắng nghe và thấu hiểu những vấn đề đang xảy ra trong cuộc sống để cùng nhau tìm ra cách tốt nhất cho mọi vấn đề. Đó là nền tảng của một tình yêu bền vững nữa rồi. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim không ngần ngại khi đứng trước những khó khăn, thử thách. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, sự thấu hiểu kéo gần khoảng cách giữa hai bạn, tình yêu ngày càng thêm bền chặt. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, sự động viên khuyến khích của bạn có thể sẽ giúp ích cho ai đó trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, khẳng định được năng lực và vị thế của bản thân mình. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, tự tin nhưng đừng có tự kiêu, ngạo mạn, thành công sẽ tới với bạn. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 34, số 47, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dần thứ bảy ngày mùng 5 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có thiên tài độ mệnh. Cái điều này sẽ mang đến cho bạn tuổi Dần có được nhiều sự may mắn về tài lộc trong ngày hôm nay. Bạn tuổi Dần sẽ nhận được một khoản thu nhập phụ kha khá từ ngày tay trái, hoặc có thể nhận được một khoản tiền hỗ trợ từ những người thân, bạn bè của mình nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dần cũng đang gặp ngày có cục diện ngũ hành, tứ hình xung. Cái điều này làm cho bạn đang có điềm báo, rất có thể sẽ có vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ xã giao của bạn. Ai cũng có chính kiến riêng của mình, vì vậy, việc bất đồng ý kiến là điều khó tránh khỏi. Chỉ cần bạn tuổi Dần bình tĩnh để lắng nghe và suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra nhận định của bản thân, thì mọi việc sẽ sớm có kết quả tốt mà thôi. Ngày này với bạn tuổi Dần cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Cái điều này cho thấy về chuyện tình cảm của bạn lại chẳng được như ý muốn. Với những xung đột liên tiếp xảy ra với bạn tuổi Dần, nóng tính vì không kiểm soát được cảm xúc của mình mà buông ra những lời gay gắt làm tổn thương nửa kia.
Nếu như bạn tuổi Dần không sửa đổi tính này á thì e rằng người ấy sẽ chẳng thể chịu đựng bạn lâu thêm được nữa đâu. Vài tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, vận may về tài lộc tới. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, quan hệ xã giao không được mấy hài hòa. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, thu lợi từ nghề tay trái. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, tranh cãi khiến cho mâu thuẫn giữa các cặp đôi ngày càng sâu sắc. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, suy nghĩ kỹ càng và cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định. Vài đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 63, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Mão, thứ bảy, ngày mùng 5 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mão á, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mão trong ngày này đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày đón nhiều tin vui về tiền bạc khi mà bạn đang gặp được ngày có chính tài trợ mệnh. Trong ngày này, đối với những bạn làm ăn kinh doanh buôn bán, nhờ sự hỗ trợ của các thần này mà có được cơ hội ký kết hợp đồng hợp tác làm ăn mới, mở rộng quy mô kinh doanh cho mình. Còn đối với những bạn làm công ăn lương cũng cảm thấy hài lòng với những thành quả mà mình đã đạt được. Thu nhập của bạn cũng vì thế mà có được dấu hiệu tăng trưởng tích cực. Bạn luôn giữ vững tinh thần chăm chỉ và cầu tiến trong công việc thì cái việc tăng lương, thăng chức của bạn sẽ chẳng còn xa nữa đâu. Tuy nhiên á, về phương diện tình cảm của bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này, cái chuyện tình cảm của bạn lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc, cho nên bạn đang có điểm báo gặp không ít rắc rối, trở ngại. Với những hiểu lầm liên tiếp nảy sinh, đôi bên chẳng thể nào nói ra những suy nghĩ ẩn giấu ở trong lòng, khiến cho cuộc chiến tranh lạnh cứ âm ỉ từ ngày này sang ngày khác. Và với bạn tuổi Mão, bạn cần phải ngồi lại với người ấy, chia sẻ cùng nhau để cùng được thông cảm, thấu hiểu nếu như bạn vẫn muốn tiếp tục giữ mối quan hệ này. Vài tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy nhận được tin vui về tiền bạc. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa hiểu lầm cần được hóa giải trước khi quá muộn. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ thu nhập có dấu hiệu tăng trưởng. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc chuyện tình cảm gặp nhiều rắc rối. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim giữ tinh thần chăm chỉ và cầu tín thành công sẽ tới với bạn. Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 29, số 77, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu xanh lá, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn, thứ bảy, ngày mùng 5 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thìn ạ, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Thìn đang gặp được ngày có thiên ấn độ mệnh. Cái điều này cho thấy đối với những bạn làm nghề tự do, nghệ thuật, kinh doanh, buôn bán, dịch vụ thì trong ngày hôm nay có được cơ hội thể hiện năng lực của mình. Và đây là thời điểm để cho bạn ghi điểm trong mắt những người xung quanh, bạn bè, đặc biệt là đối với những người làm lãnh đạo, có quyền cao chức trọng. Chưa kể là trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thìn cũng đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, thân tí Thìn phù trợ. Cái điều này cũng khiến cho cái mối quan hệ xã giao của bạn trở nên tốt đẹp hơn nhiều. Bạn tuổi Thìn, bạn là người tốt bụng và chẳng ngần ngại đưa tay ra giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, cứ thế sẽ được mọi người hết mực yêu mến và tôn trọng. Ngày này, bạn tuổi Thìn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này mang tới cho bạn, đối với những bạn đang còn độc thân, sẽ có được cơ hội gặp gỡ, làm quen với những người bạn mới.
và có thể bạn sẽ tìm thấy được một nửa tâm đầu ý hợp của mình qua những cuộc trò chuyện bất ngờ ở đó. Bạn tuổi Thìn, bạn cũng cần phải mở rộng lòng mình hơn để đón nhận tình yêu tới với mình đi thôi. Vài tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa khẳng định được năng lực và vị thế của bản thân. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ không ngần ngại giúp đỡ người khác, được mọi người tán thưởng. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, tập trung làm tốt những nhiệm vụ được giao. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, mở rộng tâm tư, đón nhận tình yêu. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, cơ hội để cho bạn thể hiện năng lực cá nhân. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 15, số 99, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Tỵ thứ bảy ngày mùng 5 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ bảy này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Tỵ đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tỵ sẽ phải chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi những lời bàn ra tán vào của mọi người. Và đây chính là món bài của những kẻ tiểu nhân đứng đằng sau, đặt điều, nói xấu, bôi nhọ danh tiếng của bạn. Và với bạn tuổi Tỵ, chẳng gì có thể chứng minh được sự trong sạch của bạn bằng những hành động thực tế, những sự thật hiện hiện đâu. Bạn hãy cứ sống tốt và làm tốt nhiệm vụ của mình, kẻ xấu sẽ không thể tìm ra khe hở mà ký sinh trên sự thành công của bạn được đâu. Và với bạn tuổi Tỵ, bạn cũng đang gặp được ngày của ngũ hành, Tỵ thân lục hợp. Bạn là người thông minh, bạn cũng sớm biết cách để làm cho mọi việc trở về đúng với quỹ đạo của nó sau khi phải đối mặt với không ít những khó khăn, trở ngại. Con đường tiến tới thành công của bạn dù dài hơn một chút, xa hơn một chút, nhưng chỉ cần bạn luôn cố gắng, kiên trì và sáng suốt thì tương lai sẽ chẳng phụ bạn đâu. Ngày này với bạn tuổi Tỵ, bạn nên tránh các cuộc tranh cãi bởi trong ngày đang có cục diện ngũ hành, họa kim xung khắc như ngày hôm nay. Chỉ cần bạn thêm một vài lời nói cũng có thể khiến cho tình hình trở nên căng thẳng hơn rất nhiều nữa. Vài tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, tránh xa các cuộc tranh cãi, kẻo lại đổ thêm dầu vào lửa. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, làm việc của mình, không lo kẻ xấu đặt điều sau lưng. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, thị phi bủa vây, cần phải bình tĩnh để xử trí vấn đề. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, nhanh chóng tìm ra cách để tháo gỡ những khó khăn. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, kiên trì và sáng suốt là chìa khóa tiến tới thành công. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 37, số 85, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ bảy ngày mùng 5 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày có họa khắc với kim. Cái điều này làm cho bạn tuổi Ngọ khó thoát khỏi những buồn đau, sầu muộn trong ngày hôm nay. Đối với những bạn đang còn độc thân, sẽ mãi chẳng thể tìm được bến đỗ cho mình. Sự cô đơn gặm nhấm tâm hồn của bạn trong ngày hôm nay. Ngày này với bạn tuổi Ngọ, đối với những cặp đôi thì đang có điềm báo, chẳng thể có được một ngày vui vẻ vì những bất đồng cứ mãi tiếp diễn, chẳng ai chịu xuống nước trước và nhận thua thiệt về mình, ai cũng khăng khăng giữ cái tôi của riêng mình. Với những vết rạn nứt ngày một lớn thêm, và nếu như bạn tuổi Ngọ không tìm cách hóa giải chúng sớm thì nguy cơ tan vỡ là điều khó có thể tránh khỏi. Cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Ngọ trong ngày hôm nay không được suôn sẻ, nhưng may mắn là bạn tuổi Ngọ trong ngày cũng đang có được chính quan trợ mệnh
cho nên công việc của bạn lại được không ít tin tức tốt lành. Những dự án mà bạn đã triển khai theo đúng như kế hoạch, những kết quả bước đầu đang dần lộ ra chính là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực mà bạn đã bỏ ra trong thời gian vừa qua. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, tâm trạng buồn bã, chán nản bao trùm cả ngày hôm nay. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, công việc tiến triển được thuận lợi, suôn sẻ. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, các cặp đôi xung đột, tranh cãi liên miên. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, thành quả cho những nỗ lực dần được hé lộ. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, đối với những bạn đang còn độc thân, cảm nhận nỗi cô đơn bủa vây. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 19, số 67, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Dần, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mùi thứ bảy ngày mùng 5 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Mùi đang có điềm báo, vẫn phải xử lý không ít những rắc rối trong công việc phát sinh bất ngờ ngày hôm nay. Và với tài trí và thực lực sẵn có, những vấn đề này chẳng thể nào làm khó được bạn khi trong ngày đang có được chính ấn trợ mệnh. Bản mệnh tuổi Mùi nhanh chóng tìm được ra cách giải quyết phù hợp, từ đó mà nhận được cái nhìn đầy thiện cảm của bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên và lãnh đạo. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mùi cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho Kim Vượng. Cái điều này sẽ giúp cho mối quan hệ xã giao của bạn trong ngày hôm nay được thuận lợi và các thành viên trong gia đình cũng trở nên hòa hợp hơn. Không khí cuối tuần vui vẻ, ấm cúng khiến cho bạn cảm thấy quá đỗi hạnh phúc. Ngày này, theo tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày 5 tháng 6 năm 2021 và âm lịch là ngày 25 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này, nhân thần ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh. Vì vậy bạn mệnh tuổi Mùi nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này trong ngày hôm nay. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, gia đình trên dưới hòa hợp. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, được cấp trên, đồng nghiệp quan trọng về năng lực. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, nhiều vấn đề phát sinh cần phải xử lý. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, lứa đôi hạnh phúc, thấu hiểu lẫn nhau. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, đối với những bạn đang còn độc thân, chờ chăm chỉ giao lưu, gặp gỡ sẽ tìm thấy được một nửa của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 35, số 38, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ bảy ngày mùng 5 tháng 6 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thân á, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Thân đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, cái điều này sẽ làm cho bạn phải đối mặt với những mâu thuẫn liên quan tới vấn đề tiền bạc trong gia đình. Không ai muốn mình phải chịu thiệt, cho nên ra sức chia bè kết phái, đùn đẩy trách nhiệm hay là tranh giành về quyền lợi, tài sản. Thế mới thấy tiền bạc, danh lợi có thể lọt bộ mặt thật của những kẻ tham lam, ích kỷ một cách rõ ràng như thế nào. Liệu bạn tuổi Thân có thể hóa giải được những khúc mắc này hay không? Và trước hết, bạn cũng cần phải trở thành một chất xúc tác để gắn kết các thành viên lại với nhau. Chỉ có khi đoàn kết thì mới mong mọi việc được giải quyết một cách êm ấm mà thôi. Trong ngày này với bạn tuổi Thân cũng đang gặp ngày có kim khí vượng. Bạn mệnh cần phải quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Chế độ ăn uống, ngủ nghỉ không khoa học có thể ảnh hưởng tới cơ thể của bạn, tăng nguy cơ mắc các bệnh hoặc là tái phát các bệnh về dạ dày, đường ruột
hay là hệ tiêu hóa nữa. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, tiền bạc, danh lợi sẽ giúp cho bạn nhìn ra kẻ tham lam, ích kỷ. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, đoàn kết mới mong hóa giải được mọi xung đột. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, chế độ ăn uống, ngủ nghỉ không khoa học có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của bạn. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, tranh cãi, mâu thuẫn về tiền bạc trong gia đình. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, cần phải quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 55, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu ánh kim, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ bảy ngày mùng 5 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ bảy này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Dậu cần phải cẩn trọng trước những con mắt đang dòm ngó tới túi tiền của bạn trong ngày khi bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Những lời mời gọi ngon ngọt có thể là cái bẫy mà kẻ xấu bụng đã răn sẵn chỉ chờ bạn xa vào mà thôi. Vì vậy với bạn tuổi Dậu cần phải tỉnh táo, đừng có thấy cái lợi trước mắt mà bỏ qua những rủi ro tiềm ẩn ở phía sau. Ngày này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có ngũ hành Dậu Thân tương hội, cái điều này sẽ làm cho bạn đang có được vận quý nhân, công việc của bạn được thuận lợi không ngờ, bạn xây dựng và duy trì được những mối quan hệ xã giao hài hòa, đó chính là một trong những bí quyết để cho bạn có thể có được những bước tiến dễ dàng trên con đường tiến tới thành công. Và ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu, nếu như cần phải xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên chọn những giờ hoàng đạo và hướng xuất hành tốt như là hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng tây nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều thuận lợi và may mắn. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, cẩn thận kẻo lại bị kẻ xấu dòm ngó tới túi tiền của bạn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, công việc thuận lợi suôn sẻ không ngờ. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, tỉnh táo khi đứng trước những cái bẫy của kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, sức khỏe luôn là ưu tiên quan trọng số 1. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 23, số 46, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ bảy ngày mùng 5 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ bảy này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này mang tới cho bạn tuổi Tuất có được một ngày tràn ngập tiếng cười. Các thành viên trong gia đình cùng trò chuyện và chia sẻ những nỗi buồn, niềm vui trong cuộc sống. Mọi người cùng thông cảm, thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Và trong ngày này, đối với những bạn làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán, nghệ thuật, dịch vụ thì hôm nay bạn rất có thể sẽ nhận được sự tán thưởng của mọi người về tài năng của mình khi bạn đang gặp được ngày có thiên tài độ mệnh. Với sự linh hoạt và nhanh nhạy của bạn trong cách xử lý tình huống khiến cho mọi người phải nể phục bạn nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có ngũ hành Tuất Dậu tương hội, cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tuất luôn khiến cho người đối diện mình cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Đó chính là lý do bạn luôn là tâm điểm của mọi cuộc nói chuyện. Sự gần gũi, tự tin là vũ khí bí mật mà không phải ai cũng có được. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, một vài vấn đề phát sinh nhưng không làm khó được bạn. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, gia đình hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc,
chia sẻ để thêm thấu hiểu và cảm thông. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, gần gũi và tự tin là chìa khóa nắm giữ các mối quan hệ. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, nhạy bén trong cách xử lý vấn đề. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 88, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ bảy ngày mùng 5 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ bảy này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Hợi đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi Hợi chẳng phải lo lắng về chuyện tiền bạc chẳng lo thiếu, và bạn thoải mái trong việc chi tiêu mà không cần phải đắn đo suy nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên á, tiền có nhiều đến đâu cũng sẽ có ngày tiêu tán hết. Với bạn tuổi Dậu, đừng có bỏ qua việc lên kế hoạch tiết kiệm để đề phòng những trường hợp bất ngờ có thể xảy ra. Và ngày này với bạn tuổi Hợi, bạn đang gặp ngày có ngũ hành thân hợi tương hại, bạn sẽ phải nghe không ít những lời gièm pha, nói xấu. Kẻ tiểu nhân trong bóng tối vẫn luôn ghen tức, đố kỵ với những gì bạn có, chúng liên tục bày ra những chiêu trò nhằm hạ bệ bạn nữa. Với bạn tuổi Hợi, bạn đừng có sợ hãi, hãy cứ là chính mình, đứng trên đôi chân của mình. Bạn sẽ tự mình vượt qua được tất cả mà không cần tới sự trợ giúp của ai cả. Mọi hiểu lầm đều sẽ sớm được xóa bỏ mà thôi. Vài tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, chi tiêu hợp lý, nếu không tiền bao nhiêu rồi cũng sẽ hết. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, tiền bạc được rủng rỉnh, chẳng lo túng thiếu. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, kẻ tiểu nhân đặt điều, nói xấu sau lưng. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, hãy nhớ là tiết kiệm, đề phòng các trường hợp khẩn cấp. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, tình cảm đôi bên càng thêm thắm thiết. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 26, số 57, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Dần, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và gặp lại.